Vâng, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay có một số những tờ báo đăng lên một cái tiêu đề là gây thị phi náo loạn showbiz, nam em bị đưa lên sóng VTV để bóc phát ngôn bất nhất chuyện kiếm tiền từ livestream. Đó là một cái bài báo ở trên cái kênh gọi là kênh 14.vn. Và cái kênh tech.vn là một trong những cái kênh mà có những cái bài viết nó khá ngược với lại cái quan điểm, tức là gây bất lợi cho nam em đó quý vị. Thì những cái người viết những cái bài viết này đó có vẻ như là họ không có ưa gì nam em, cho nên họ luôn đưa ra những cái mặt xấu thôi. Còn cái mặt mà tốt á, cái mặt mà làm cho cái người nghe cảm thấy nhẹ nhàng hơn á, thì họ không có đưa ra nha. Bởi vì trong cái câu chuyện nào nó cũng có cái mặt tốt mặt xấu, bất cứ một cá nhân nào, một nhân vật nào, nó cũng có cái điều thiện lành và cái điều chưa tốt. Thì nếu mà một bài viết mà công tâm á, thì chúng ta cần phải đưa ra một cái rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau đó. Con người mà, người ta nói rằng là nhân vô thập toàn mà, cũng có những mặt tốt, cũng có những mặt chưa tốt. Thì nếu như một cái bài viết, một cái công tâm á, thì chúng ta nên viết một cách xây dựng thì hơn là để cho là chà đạp luôn người ta luôn. Thì không nên như vậy. Phải không ạ? Một cái người phóng viên viết bài mà có tâm và có tầm đó, thì lúc nào cũng đưa ra hai cái luồng ý kiến khác nhau. Ha, một cái là thứ nhất là mình động viên, mình nâng đỡ, thậm chí có thể gọi là mình có thể là đưa ra những cái góc mà đẹp của người ta trước đã, rồi sau đó mình nói còn những hạn chế sau đây, tức là còn những hạn chế này, hạn chế kia đó, để cho cái người nghe họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cái bài viết của mình, và phải phân tích một cách khách quan luôn đó, thì những bài viết cái đó nó có giá trị. Chứ còn nếu mà nói thêm một chiều để mà chà đạp, để mà cái như là cho ta đi luôn đó, thì không có nên như vậy quý vị. Bởi vì thật sự mà nói rằng là con người cũng có những cái lúc khỉ nổ ái ố, cũng có những cái lúc buồn, lúc vui, lúc giận, lúc hờn, lúc mà bị trầm cảm, hoặc là lúc là mà coi như là mình thăng hoa trong cái công việc hoặc là trong cái nghệ thuật của mình. Thì nam em cũng không có ngoại lệ, một cô gái còn khá trẻ, một cô gái có nhan sắc, có tài năng đó. Nhưng mà nó có những cái vấp ngã trong cuộc sống, đặc biệt là trong vấn đề về tình yêu, có rất là nhiều những cái trái ngang ở trong cuộc đời của mình, đặc biệt là khi mà yêu thì bị lụy về tình. Cô ta yêu rất là nhanh, yêu từng cái nhìn thoáng qua, yêu từng giây phút đầu gặp mặt, hoặc là phải nói rằng là tiếng sét ái tình. Và khi đã yêu rồi á, là lụy về tình, yêu là yêu trao hết trọn con tim luôn. Hiện tại bây giờ đó, người ta sinh sống là thực dụng nhiều hơn. Nhưng mà riêng với cô gái này, thì cô gái này là yêu là trao hết tất cả những gì mình có. Thì khi mà bị cứ như là không đáp trả lại tình yêu á, thì bị lụy tình, rồi bị buồn phiền, rồi khóc lóc kể lể, rồi trầm cảm, v.v. rất là nhiều những vấn đề. Ha, mỗi người một bối cảnh mà cái trái tim của cô gái này là bị yếu nữa quý vị. Bị yếu nữa. Vì vậy cho nên là cũng có những cái điều mà nó cần phải bổ sung thêm, cần phải có những cái lời động viên, những cái lời khích lệ, những cái vấn đề phần về an ủi để cho cô gái này ngày một tốt hơn. Phải không ạ? Mình là cộng đồng mạng, mình là một người theo dõi, thậm chí mình là phóng viên nhà báo, phải không? YouTuber v.v. thì mình cũng có một cái góc nhìn công tâm và mình đồng cảm với vấn đề đó để mình xây dựng, mình nâng đỡ, mình giúp cho họ ngày một tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Chứ không phải mình dựa vào đó để mình chà đạp, mình bôi nhọ, mình làm cho mọi cách để cho rớt xuống dưới vũng bùn luôn, là thật sự mà không phải như vậy quý vị. Nếu mà quý vị nào đang xem kênh của Quốc Võ Entertainment này, thì chắc chắn quý vị sẽ có một sự đồng cảm với Quốc Võ đây. Nếu như chúng ta nhìn vào câu chuyện bằng một trái tim lương thiện đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái gì cần làm và gì không cần làm, đúng không ạ? Đó, thì hôm nay đó, báo chí họ viết rằng là ở trên
VTV là nam em đã bị đưa lên sóng đó để bóc là gọi là bóc phốt ấy, những cái phát ngôn bất nhất của cô ấy, rằng là cô ấy lên trên cho livestream là để chủ yếu là để kiếm tiền. Đây là quý vị nè, những bài báo họ đã viết. Thì nó viết những bài viết như sau đây. Nam em bị phanh phui những cái phát ngôn không đồng nhất trong việc chia sẻ kiếm tiền từ các buổi livestream. Những cái cụm từ giống như là nam em livestream gây bức xúc, hoặc là nam em bị phạt, hoặc là nam em vợ chồng sắp cưới cãi nhau, vân vân, là những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất liên quan đến nam em dạo gần đây. Sao là toàn những từ khóa mà kiếm tìm toàn là những từ khóa mà xấu không à, không có cái gì mà đẹp đó. Ví dụ như là nam em cùng bạn trai hạnh phúc trong một cái bữa tiệc mừng, hay là nam em là một giọng ca hiếm có ở trong showbiz, vân vân, không bao giờ có những cái từ mà đẹp đẽ, mà sao là toàn là moi ra những cái từ xấu không quý vị. Đó, toàn là những từ xấu không à. Trong khi người ta có chuyện tốt chuyện xấu chứ đâu phải người ta là toàn là xấu không đâu. Cho dù bây giờ là Bùi Hữu Cường, nam em là một cái người mà cộng đồng mạng cho là xấu đi, ăn bám như là người bạn gái của mình đi, hoặc là không ăn việc làm vô công rồi nghề rồi chửi bậy chửi thề tục tiểu vân vân, nhưng mà dù gì đó nữa là Bùi Hữu Cường là chồng sắp cưới của nam em, là bạn trai của nam em, là cái người đang nâng đỡ, đang coi như là bên cạnh nam em cho trong những lúc mà cô ấy buồn phiền, cô ấy đau đớn, cô ấy coi như là khát vọng được sống, cô ấy khát vọng được làm những điều mình thích vân vân. Thì Bùi Hữu Cường bây giờ là cái người thân cận nhất, người cận kề nhất, và có thể là kịp thời an ủi, động viên, chăm sóc, giúp đỡ cho nam em khi cần, chứ không phải là chúng ta là người ở ngoài cuộc, và chúng ta là những người cộng đồng mạng, chúng ta là những người nhà báo, những người phóng viên, những người YouTuber, những người theo dõi cái chuyện này, và chúng ta không hề kề cận chút xíu nào cả. Mà cái người kề cận duy nhất trong thời gian này chính là Bùi Hữu Cường, và cô ấy đã chọn Bùi Hữu Cường, tức là cô ấy cũng đã như thế nào đó, chứ không phải là khơi tự nhiên chọn một người khác. Tại sao nam em không chọn một người khác mà là chọn Bùi Hữu Cường? Chắc chắn sẽ có những cái nguyên do đó, và chính cô ấy mới là người biết được nguyên do đó thôi. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt thôi, chứ chúng ta là người bên ngoài làm sao chúng ta hiểu được. Mà chúng ta vội vàng nhảy vào để chê trách, để chỉ trích, để xúc phạm, để làm mọi điều không đúng, như vậy là hoàn toàn là không đúng quý vị. Cho nên những cái từ khóa được đăng lên báo chí như thế này đó là những từ khóa toàn là những từ có vẻ như là rất là coi như là không có cho cô ấy cái cơ hội để làm lại cuộc đời luôn á. Tức là không có chút xíu gì để gọi là an ủi, để gọi là coi như là đồng cảm với một cái cô gái mà còn rất là trẻ, vừa có tài vừa có sắc, mà lại đang rớt xuống trên vũng bùn mà chúng ta đạp luôn, chúng ta không cho cô gái cơ hội nào đó để mà ngói đầu lên. Phải không ạ? Đó, rồi thí dụ như vậy. Từng là người đẹp của công chúng được đón nhận và yêu mến, nhưng năm em đang đi ngược lại với sự kỳ vọng, tự làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh mình trong cái phiên livestream vạch áo cho người xem lưng. Sau loạt thị phi và chiêu trò liên tiếp, năm em bị réo tên trong các bản tin bàn luận về chủ đề mang chuyện cá nhân lên mạng xã hội, phát trên sóng VTV1 vào buổi trưa ngày 13 tháng 3. Trên sóng VTV, nam em được gọi là người đẹp gốc Tiền Giang đã được xử lý che mặt, nhưng hầu hết công chúng đều nhận ra cô thông qua cái giọng nói trong những cái clip cắt ra từ livestream. Chương trình đưa ra lời bàn luận cho rằng mục đích của những người mang những chuyện đời tư nói trên sóng livestream có thể là do để giải tỏa cảm xúc, ham nóng tên tuổi, hoặc để kiếm tiền. Trong đó nam em bị vạch trần phát ngôn không đồng nhất về mục đích thường xuyên mở livestream. Đó. Về việc kiếm tiền trên mạng xã hội, chương trình đã lấy lại bằng chứng nam em từng chia sẻ. Mọi người nghĩ em lên đây livestream là để lấy tiền, chơi BK, tức là thách đấu trực tiếp, để kiếm cơm á. Thật sự không phải, thay vì người ta nghỉ Tết, em vẫn muốn lên đây để tâm sự với mọi người này nọ. Thế nhưng sau đó không lâu thì chính cô lại thừa nhận là kiếm 1-2 triệu sau mỗi lần livestream. Tôi mới ký hợp đồng với một công ty livestream TikTok để nhận hoa hồng,
nhận kim cương để sống nè. Một ngày tôi livestream tôi kiếm được 1-2 triệu, vậy là vui rồi. Thật sự mà nói đó, không thể áp đặt cái việc mà cô ấy livestream trên TikTok để mà kiếm tiền được. Từ ban đầu cô ấy livestream không phải để kiếm tiền, nhưng mà sau này khi mà có những công ty khác họ thấy được là cái livestream của Nam Em rất nhiều người vô coi, mỗi lần cô ấy livestream là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn người vô coi, cho nên là từ đó thì những công ty này mới đặt cái tức là đặt hàng ha, tức là ký hợp đồng với cô ấy để cô ấy livestream để cho những công ty này họ có để kiếm tiền, rồi họ trích lại cái phần trăm đó để trả cho Nam Em. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Cái từ ban đầu thì coi như là cô ấy đâu có livestream lên mà để kiếm tiền đâu quý vị. Nhưng mà sau đó có một số khán giả họ thương mến rồi họ cho. Cái chuyện đó là cái chuyện bất khả kháng. Cái chuyện đó là cái chuyện mà rất là bình thường trên mạng xã hội. Giống như bây giờ, thí dụ như Quốc Võ đang nói chuyện với lại quý vị ở trên cái trang YouTube cá nhân là Quốc Võ Entertainment đây. Từ ban đầu đó mình lên mình nói chuyện, mình không nghĩ rằng mình sẽ kiếm tiền. Mình nghĩ là mình muốn là thấy một cô gái này yếu đuối. Cô gái này là một cô gái còn rất là trẻ, đáng tuổi con mình thôi. Và cô ấy vừa có tài vừa có sắc. Và cô ấy đang bị trầm cảm, đang bị những cái vấn đề rất là khó khăn, cần phải giải quyết. Và mình có sự đồng cảm đó bởi vì mình là trong giới nghệ sĩ. Cho nên mình lên tiếng nói để mình nói chuyện công tâm, phân tích cái này đúng, cái này sai, cái kia như thế nào. Chứ không phải là hoàn toàn 100% là bên vực Nam Em để cho cổ suý cho Nam Em cái việc mà lên mạng xã hội để mà chỉ trích người này nọ. Tuy nhiên mình có một sự đồng cảm nhất định nào đó và mình mong muốn rằng là cộng đồng mạng cũng hiểu được vấn đề đó và có thể là thông cảm cho cô ấy và giúp cho cô ấy trở lại cuộc sống bình thường, giúp cho cô ấy trở lại cuộc sống trong giới showbiz, giới nghệ sĩ để mà có thể là đi hát, đi đóng phim, làm người mẫu, rồi làm những cái chuyện về thiện nguyện, chiến dịch mùa hè xanh, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, xây cái nhà tình thương, xây cầu xây đường, phải không? Nói chung là những cái chuyện mà kết cho xã hội thì mình đồng hành chung, chứ không có cổ suý cho những cái việc mà lên trên mạng xã hội để mà chỉ trích, để mà chửi bới, để mà làm những cái việc gì đó ảnh hưởng đến người khác. Không phải như vậy. Đó. Cho nên cái vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn vào cái chuyện mà chúng ta cần phải hiểu biết là mình nên suy nghĩ thế nào, mình nên làm cái gì và làm sao cho đúng. Và luôn luôn là với một cái trạng thái là như thế nào quý vị? Là chúng ta xây dựng. Chúng ta đưa ra những cái vấn đề đó để chúng ta xây dựng họ tốt hơn. Chứ không phải chúng ta đưa ra những vấn đề đó để chúng ta chà đạp họ, đẩy họ xuống bùn luôn, là không phải như vậy. Đó không phải là cái góc nhìn mà cái như là của Quốc Võ. Đó không phải là cái cách làm việc của Quốc Võ nha. Đó. Cho nên mình rồi khi mà mình nói chuyện với khán giả xong đó thì sẽ có được nhiều view. Khán giả chú ý thấy mình nói chuyện dễ thương, hay có góc nhìn rất là khách quan thì họ thương mến. Rồi những công ty khác họ vào đây để họ đề nghị là mình quảng cáo cho họ, rồi họ trích cái phần trăm cái tiền lời của họ để trả cái tiền quê hồng cho mình. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Thì Nam Em cũng như vậy quý vị. Khi mà cô ấy livestream nhiều thì cô ấy sẽ được cái lượng tương tác rất là nhiều. Khán giả vào xem rất đông. Có người thương, có người chê, có người binh, có người chống, vân vân. Thì những công ty khác họ thấy được cái tiềm năng ha, cái tiềm năng về cái TikTok của livestream đó, nó có rất là nhiều những cái người khán giả họ vào họ xem. Thì họ thấy được cái tiềm năng đó cho nên họ mới đề nghị Nam Em quảng cáo cho họ để họ trích phần trăm họ trả cho Nam Em. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, đúng không ạ? Cho nên là không thể nào áp đặt hai cái đó vào một được quý vị. Khác nhau xa lắm. Cho nên là phải nói một điều rằng là từ ban đầu không phải Nam Em lên trên đây livestream là để mục đích là kiếm tiền. Không phải như vậy. Mà để nói ra những cái gì mà cộng đồng nghĩ sai về cô ấy. Có đôi khi là cộng đồng mạng nghĩ bị sai. Sai lệch vấn đề. Nói cô ấy là người thứ ba, nói cô ấy cái này cái nọ là sai lệch vấn đề. Cho nên là muốn lên cho nó để mà nói lại cho nó chính xác. Nó đúng cái sự việc. Đó. Thì khi mà nói đúng sự việc đó là chắc chắn sẽ có hai luồng ý kiến rất nhiều, một người là bên vực, một người là chống đối thôi. Khán giả đôi khi nó lại là netizen anti fan đó thì lại là có những cái đích ảo, đích giả, hoặc là rồi họ vào để họ chỉ trích, họ chửi bới, làm cho cái sự mà bức xúc trong người nó
nó đột biến, nó tăng lên. Thì khi đó sẽ xảy ra những cái phát âm, những cái phát ngôn lệch chuẩn. Và từ những phát ngôn lệch chuẩn đó, đôi khi lại liên quan đến pháp luật. Lại xảy ra những cái vụ mà lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến nhà nước, tổ chức cá nhân theo những cái vấn đề và những cái điều lệ của Bộ Luật Hình Sự, giống như là điều 105 là cái tội vu khống, 156 là cái tội mà nhục mạ, hoặc là 331 vân vân. Rất là nhiều những cái Bộ Luật Hình Sự của Việt Nam mới ra đời sau này để áp dụng mà trừng phạt những cái người mà trên mạng xã hội để có những cái lời lẽ vô văn hóa, vô căn cứ ha, như vậy đó. Cho nên là chúng ta nói là chúng ta phải nói cho nó chính xác và cho nó rõ ràng. Và cái chương trình của VTV đó đưa ra những cái lời nhận xét về hành động của nam em rằng là chỉ livestream để giải bày về cuộc sống cá nhân là cái lời khẳng định của người đẹp gốc Tiền Giang trong một buổi phát livestream trực tiếp vào tháng 1 năm nay. Nhưng đến ngày 23 tháng 2, cũng trong một cái phiên livestream thì nhân vật này tiết lộ thêm động cơ không chỉ dừng lại ở kiếm niềm vui. Nội dung luôn gây tranh cãi, từ việc gợi lại những cái chuyện trong tình cảm quá khứ góc khuất showbiz và đến gần đây là những cái phát ngôn qua lại giữa cô với người yêu gây sốc. Điều này thu hút nhiều lượt xem, mà càng có nhiều lượt xem thì lại có nhiều quy đổi ra tiền mặt. Song hành với đó là những cái bình luận tiêu cực, nhưng chính người này đã khẳng định là chấp nhận bỏ ngoài tai những bình luận khiếm nhã. Ngoài ra chương trình cũng nhắc lại việc nam em từng bị phạt 37,5 triệu, nhưng sau đó lại vẫn tiếp tục livestream, có thái độ khiến công chúng ngao ngán. Sau những việc làm đầy thị phi trong thời gian qua, có thể cho rằng con đường làm nghệ thuật của nam em ngày càng hẹp đi. Cái này là nói theo một chiều. Nói rằng là thái độ khiến công chúng ngao ngán, công chúng này là ai? Công chúng này có, ở trong mà nói về công chúng hoặc là cộng đồng mạng hoặc là cư dân mạng thì phải có ba loại người khác nhau. Một loại người là chống đối, ngao ngán, muốn dẹp bỏ đi, không thích là thứ nhất. Cái thứ hai là một cái loại hạng người là luôn luôn bênh vực, luôn luôn tỏ ra là mình đồng cảm với lại những gì nam em đang gặp phải, những khó khăn thuộc về đó. Tức là những cái người mà yêu thương, nâng đỡ, giúp sức và tạo thêm cái động lực sống là cái hạng người thứ hai. Còn hạng người thứ ba là một hạng người rất là bàng quan, không có cảm xúc gì, nói chung là xem qua cho vui thôi rồi đi, chứ không có để lại một cảm xúc gì cả, không binh không chống, không bên không vực, không là không gì hết, là người thứ ba. Thì bất cứ cái giai đoạn, bất cứ công việc nào đó cũng có ba cái hạng người khác nhau để theo dõi câu chuyện, chứ không thể nói mà nói tất cả các công chúng, tất cả các cộng đồng mạng đều làm ngao ngán đâu quý vị, không có chuyện đó ha. Rồi nói rằng là con đường nghệ thuật của nam em coi như là càng hẹp đi, tức là xóa bỏ đi luôn cái gì không còn còn nữa. Nhưng mà ngày hôm qua quý vị thấy không, rõ ràng không, nam em có tham gia một cái chương trình thu âm trực tiếp của một cái chương trình cũng khá lớn, có nguyên một cái ban nhạc lớn đánh luôn quý vị, và vẫn vui vẻ bình thường, thần thái khá tốt. Như vậy thì sắp tới sẽ có những cái vấn đề gì đó về trở lại con đường ca hát hay là như thế nào đó thì chúng ta chưa được biết. Nhưng mà ngày hôm qua thì theo như Quốc Võ đã được quan sát đó, thì thấy là cô gái này cũng có những cái biểu hiện rất là tích cực luôn. Đó. Thì nói chung là khá là tốt khi mà nam em có những cái biểu hiện đó, trở lại con đường nghệ thuật ca hát, bởi vì giọng ca của nam em thì không thể nào mà chúng ta phủ nhận được là cô ấy hát rất là hay. Đó. Thì đây nè, cách đây 6 tiếng đồng hồ thôi thì nam em có một cái dòng trạng thái ở trên trang Facebook cá nhân của cô ấy, đúng không ạ? Đây. Cái này 6 tiếng thôi. Thì cô ấy nói rằng như thế này: gần 10 tiếng trong phòng thu để cùng nhau tạo nên lịch sử. Lịch sử này là chắc một chương trình cũng khá lớn mới gọi là lịch sử. Và gần 10 tiếng đồng hồ trong phòng thu. Xin cảm ơn tất cả những thành viên trong team ngày hôm nay. Chúng ta đến với nhau vì mục đích chung là âm nhạc, vì mục đích cao cả. Trân trọng và biết ơn. Đó. Thì ở đây là nam em chia sẻ lại, share lại từ một cái người ở trên Facebook là Đinh Đức Thảo. Đinh Đức Thảo đó. Cũng có thể là bầu show hoặc là trưởng ban nhạc hay là gì đó.
Thì Đinh Đức Thảo này có viết một cái bài viết trên trang cá nhân là mấy người trên hình này toàn là mấy người dễ thương, yêu âm nhạc, lúc nào cũng chăm chỉ làm việc và có tâm hết mình với đam mê luôn. Cũng đón chờ album ra mắt của Nam Em với ban nhạc là Khánh An, Mix Master là Nguyễn Huy, Media tức là 19 Studio, Recording and Location là The Kale Studio. Đó. Thì đây quý vị. Đây nè. Thấy không? Đây là cái album mới. Như vậy là Nam Em làm một album mới và chơi live, chơi thâu ăn trực trực tiếp luôn quý vị, có ban nhạc đánh luôn. Cũng khá là thú vị, đúng không ạ? Khá thú vị. Đó. Ở trong cái trang Facebook cá nhân của Nam Em á thì có một cái bài viết cách đây 6 ngày thì Nam Em viết như vậy nè. Sống thật thì có gì không hợp lý nhỉ? Vì xã hội đã lập trình sẵn phải giả tạo lên, tốt khoe xấu che. Vậy là cái xấu luôn nằm ở trong bóng tối, cái đẹp thì được bọc lại trong khối u. Con người trong thời săn bắt hái lượm vẫn sống rất ok. Vì họ có quá quan trọng cái cách người khác để làm gì. Vì chúng ta như nhau, trần truồng như nhau, rồi từ khi có lớp áo che thân, tự cao rằng mình hoàn hảo để làm gì, mệt không? Đó, đó là một cái bài viết của Nam Em. Đáng suy ngẫm, đúng không ạ? Cái bài viết này đáng suy ngẫm. Thì thưa quý vị, hôm nay đó, có khá nhiều những cái cảm xúc khi nói về cô gái này. Và chúng ta nên nhìn nhận một cách khách quan và để cho cô ta có một cái sự lựa chọn tuyệt vời. Và để nếu như mà chúng ta muốn có một cái tương lai tươi sáng cho cô gái này, và cô gái này có thể là trở lại một cái cuộc sống bình thường như bao con người khác, như bao cô gái khác, nha, có ước mơ, có hoài bão, có tương lai, là trở thành một người kết cho xã hội, thì chúng ta phải tạo cơ hội, đúng không ạ? Chúng ta phải tạo cơ hội cho cô ấy, chứ không phải mà vì những cái gì đó nó không có được đẹp ở trong mạng xã hội mà cuối cùng là chà đạp luôn rồi xúc phạm người ta, thì không nên như vậy. Và chúng ta luôn luôn có những cái lời lẽ động viên, khích lệ tinh thần, hoặc là chúng ta thông cảm, phải không ạ? Đó là những cái điều mà Quốc Võ muốn trình bày, muốn chia sẻ với tất cả mọi người như thế. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một số những ít thông tin rất là thương mại.